gái kiêu căng. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, ở đây luôn có cuộc sống yên bình. Khi ấy trong vùng có một cô gái tên là Ngọc Hân, được trời phú cho làn da trắng như trứng bóc, đã khiến cho biết bao chàng trai trong vùng si mê say đắm. Cũng trong làng có chàng trai tên Thái An, là bạn đồng trang lứa của Ngọc Hân. Thuở còn bé, họ là đôi bạn thân thiết. Nhưng khi vào tuổi trăng tròn, tình cảm Thái An dành cho Ngọc Hân đã khác. Tuy nhiên, trước tình cảm đặc biệt của Thái An, thì về phía Ngọc Hân, cô chẳng hề rung động chút nào. Mấy bông hoa dại tầm thường, không xứng đáng cho tôi để mắt tới đâu. Cha, cô bé tóc đuôi gà ngày nào đã lớn và biết làm điệu, giờ còn chê bó hoa ngày xưa, vẫn cài lên tóc ư. Hai đứa mà nên duyên với nhau thì thật tốt quá. Mẹ không thấy cậu ấy quá là quê mùa và thô kệch sao? Cậu ấy làm sao mà xứng với con được kia chứ? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, hãy chọn lấy một chàng trai tốt để kết tóc xe duyên. Chồng tương lai của con nhất định sẽ là một chàng hoàng tử trăm anh thế việt. Mau mà tỉnh lại đi, chứ có chờ hoàng tử đến già cũng chẳng có đâu. Mẹ chẳng biết gì cả. Mẹ không thấy tiếng đồn về nhan sắc của con giờ đâu chỉ trong làng này mà khắp các làng khác đều biết. Và cứ thế, ngày ngày Ngọc Hân chỉ mải mê đi ngắm những bông hoa, đuổi theo những đàn bướm. Sự tự tin quá mức vào nhan sắc của mình khiến cô càng lúc càng thêm kiêu ngạo. Không chỉ phớt lờ Thái An, những chàng trai nào đến tìm hiểu làm quen, cô cũng chê bai họ hết điểm này đến điểm khác. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cho đến một ngày. Mẹ ơi, mẹ cố gắng ăn đi cho khỏe lại mẹ. Con gái, giờ mẹ lâm bệnh phải nằm đây thế này, nhưng thật chẳng yên lòng mà nhắm mắt ra đi. Mẹ. Là chuyện gì vậy? Bác gái, sao bệnh tình của bác trở nặng thế này? Cháu nghe nói ở đằng ngọn núi phía nam có loại sâm rất kỳ diệu. Nếu dùng loại sâm đó thì mọi bệnh tật sẽ được thổi bay. Cháu đã định vài hôm nữa sẽ lên đường tìm loại sâm ấy, nhưng xem chừng không đợi được nữa rồi. Bác hãy cố gắng cầm cự nha. Cháu sẽ đi bây giờ ngay. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Ngọc Hân, nàng hãy chăm sóc mẹ và đợi ta trở về nha. Anh đã sốt sắng, không quản ngại đường xa trắc trở, mà ngày đêm đi tìm loại sâm quý về chữa bệnh cho bà. Không được, mình phải cố lên. Bác gái và Ngọc Hân đang đợi mình ở nhà. Nhờ vào cây sâm quý của Thái An mang về, mẹ Ngọc Hân đã dần hồi phục và càng quý mến chàng hơn. Ta biết nàng có nhiều người theo đuổi, nhưng ta cũng có thể khẳng định với nàng, trong số những người đã đến đây, không ai hiểu nàng bằng ta, không ai yêu thương nàng bằng ta. Nay ta dốc hết tấm lòng và sự can đảm của mình để thổ lộ với nàng, hy vọng rằng nàng sẽ dành sự tin tưởng cho ta, để ta được chăm sóc, quan tâm đến nàng mỗi ngày. Vẫn luôn tin rằng nhan sắc của mình phải vào chốn hoàng cung mới xứng đáng, thế nên Ngọc Hân chẳng do dự mà trả lại chiếc nhẫn cùng cả tấm lòng của Thái An. Kìa cháu, cái Hân nó bồng bột chưa suy nghĩ kỹ thôi, hãy để bác khuyên giải nó thêm cho. Không phải đâu bác ạ. Tấm lòng của cháu trời có thể thấu, đất có thể thấu, chỉ riêng cô ấy là không hiểu thấu mà thôi. Cho nên cháu đã quyết định sẽ rời khỏi đây bác ạ. Bác hãy bảo trọng. Từ khi Thái An chấp nhận buông bỏ và rời đi, rất nhiều những chàng trai khác cũng đã tìm đến ngỏ lời, nhưng Ngọc Hân vẫn luôn từ chối vì ai cũng có những điểm mà cô không hài lòng. Thấm thoát, mẹ của cô cũng không còn có thể chờ đợi đến ngày con gái kết tóc xe duyên được nữa. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con lại mà. Mẹ ơi. Từ sau khi mẹ Ngọc Hân mất, tiếng đồn về cô gái xinh đẹp ở một mình càng vang xa. Rất nhiều đàn ông độc thân, thanh niên trai tráng đến xin làm quen và bày tỏ tình cảm muốn che chở cho cô. Thế nhưng, bao nhiêu người tìm đến với niềm hy vọng thì lại phải ra về trong sự thất vọng.
Nàng chính là Ngọc Hân. Ta đã tìm thấy nàng rồi. Chàng là ai? Sao chàng lại biết ta? Ta là Hoàng Phi, thợ săn ở khu rừng phía Tây. Ta nghe đồn vì cô con gái có nhan sắc kiều diễm ở thung lũng này đã lâu. Nay tìm đến đây, chỉ nhìn qua, ta cũng biết nàng chính là Ngọc Hân xinh đẹp. Quả đúng như ta nghĩ, tiếng đồn về nhan sắc tuyệt trần của ta vang đi rất xa. Nhưng chàng trai này thì... nhìn thì cũng khôi ngô tuấn tú, thế nhưng chỉ là thợ săn thôi ư? Cảm ơn chàng đã có ý quan tâm đến ta. Nhưng ta e rằng một cô gái yếu đuối như ta khó lòng hợp được với người thợ săn như chàng. Người vì sự ngưỡng mộ tìm đến đây cũng không ít. Nhưng ta thậm chí còn chưa kịp ngỏ lời mà đã bị từ chối luôn rồi. Quả đúng là không chỉ lời đồn về nhan sắc cô ấy là thật, mà cả lời đồn về tính tình kiêu ngạo của cô ấy cũng là thật. Ta xin phép. Ta mà nhận lời chàng ấy thì chẳng phải thật đáng tiếc nuối cho sự chờ đợi bấy lâu nay. Dần dần, các chàng trai trong vùng và những người vùng khác không còn để ý đến cô nữa. Họ cho rằng sẽ không có gì có thể làm thay đổi được suy nghĩ của cô. Năm tháng dần trôi đi, cô đã trở thành một người đàn bà không có chồng, sống lặng lẽ và cô quạnh một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Khi cô gái chết đi, người ta chôn cô ngay cạnh khu vườn nhỏ của cô. Và kỳ lạ thay, đến bàn tay của mẹ. Ăn nhiều vào đi con. Con chán món này lắm rồi. Ăn đi, không được kén ăn thế đâu con. Alo, mẹ ạ. Alo, con à. Cả nhà đã ăn cơm chưa? Cả nhà đang ăn mẹ ạ. Thế mẹ đã ăn chưa? Mẹ ăn rồi. Con nè, mẹ vừa lên nhà xe gửi ít quà lên cho các con. Chiều ra bến xe lấy nha. Thế hả mẹ? Dạ, có cả cua ạ. Vâng, con nhớ rồi. Con chào mẹ. Mẹ gọi điện bảo chiều ra bến xe lấy cua mẹ gửi lên. Ấy tuyệt quá, bà nội mơn nam. Con thích nhất là canh cua. À, cả súp cua nữa. Mẹ chịu khó quá. Biết cả nhà mình thích ăn cua đồng, nên cứ 2-3 tuần là gửi quà lên. Lần nào cũng có cua. Mà công nhận ăn cua đồng ở quê thì vừa ngon vừa đảm bảo. Tất nhiên rồi, mẹ bảo mẹ toàn mua của bọn trẻ trong làng vừa bắt ở đồng lên, vừa rẻ lại vừa tươi. Mà con có biết không, ở quê bằng tuổi con á, các bạn đều đi bắt cua đồng để bán đấy. Còn sướng như vậy, kén chọn là không ngoan đâu nha. Con thích ở quê để đi bắt cua như các bạn, vừa vui lại vừa kiếm được tiền nữa. Cái con bé này thật là... tới đây mình sắp xếp về quê, anh nhớ đưa thêm mẹ ít tiền. Mẹ hay mua quà gửi lên thế cũng tốn chứ bộ. Anh biết rồi mà. À, tuần tới anh rảnh việc, anh sẽ xin nghỉ phép cả nhà mình về quê một chuyến. Vâng, vậy thì hay quá. Chốc nữa ăn xong anh gọi điện cho mẹ ngay cho mẹ mừng. Yeah. Hai mẹ con xong chưa? Đây đây, xong rồi nè. À, mình về sớm hơn một ngày, anh đã gọi điện báo lại cho mẹ chưa? Chưa, anh không báo. Mình về sớm đột xuất cho mẹ bất ngờ. Bê nội thẳng tiên. Ủa, bà nội đi đâu rồi nhỉ? Bác Vân ơi, bác có biết mẹ cháu đi đâu không ạ? Thay vời hả cháu? Sáng sớm thấy mẹ cháu mang giỏ ra đồng, chắc lại đi bắt cua. Cái khoản bắt cua thì không ai chịu khó bằng mẹ cháu đâu nha. Thế sao ạ? Vâng, cảm ơn bác. Hai mẹ con cứ ngồi ở nhà chờ nha. Anh ra kia đi gọi bà nội về. Mẹ. Thái. Con về hồi nào vậy? Con bảo mai mới về cơ mà. Đợi mẹ rửa chân tay đã rồi về luôn nha. Mình về thôi con. Mỗi lần mẹ gửi cua lên cho bọn con cũng là mẹ tự đi bắt đúng không mẹ? Tại vì mẹ ở nhà cũng rảnh, không biết làm gì. Mẹ tranh thủ ra đồng một tí là có ngay một giỏ cua thôi. Thật đó, không vất vả gì đâu con à. Thế
sao mẹ toàn bảo với con là mẹ mua của lũ trẻ trong làng? Nếu mẹ nói mẹ tự đi bắt cua, các con còn muốn mẹ gửi không? Mẹ, nếu chúng con ăn món cua đồng mà đổi lại mẹ phải thân còng lưng tôm mò mẫm giữa đồng thế này thì chúng con thà không ăn còn hơn. Không, không, mẹ không vất vả mà con. Đời mẹ mò cua bắt ốc, mẹ quen rồi. Thế này thấm vào đâu? Tay mẹ xước hết rồi. Mẹ, con thật vô tâm. Từ nay, hứa với con, không cần ra đồng mò cua nữa. Mẹ hãy nghỉ ngơi hoặc làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Ừ, được rồi, mẹ hứa. Về thôi con. Một câu chuyện đẹp. Tôi rất thông cảm, nhưng cô không đáp ứng được yêu cầu công việc ở đây. Thay mặt ban giám đốc, tôi rất tiếc phải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Tết nhất đến nơi rồi còn mất việc, đúng thật là đen đủi. Ơ kìa, cụ ơi, cụ bị sao thế? Cụ ơi, cụ ơi. Cụ ơi, mau cứu bà cụ đi. Cụ là người quen của bà cụ à, mau đưa cụ vào viện đi. Dạ, cháu không phải, cháu không quen. Trời ơi, bà cụ lạnh ngắt rồi, để tôi gọi taxi. Rồi con đưa bà vào viện ngay. Dạ. Biết làm sao bây giờ? Mình không phải là người nhà của bà lão. Thật không đâu rước họa vào thân. Rõ là ốc không lo nổi mình, ốc còn làm cọc cho riêu. Mà thôi, mình cũng chẳng giúp gì được cho bà cụ đâu. Cụ ở đây rồi, thế nào cũng có các nhà hảo tâm giúp thôi mà. Cô gái ơi, cô áo tím ơi. Bà cụ yếu quá rồi, không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vâng, vâng, nhưng tôi không phải là người nhà của bà cụ. Tôi chỉ là người qua đường, gặp cụ ấy bất tỉnh, nên đưa đến đây thôi. Tôi hiểu, tôi đã đoán ra cụ ấy là người vô gia cư, hiện đang hấp hối và muốn gặp người đã đưa cụ đến đây. Tôi hình như bà cụ vẫn nhận ra cô và tha thiết muốn gặp. Thôi thì tôi sẽ vào gặp bà cụ vậy. Con gái. Có gì cụ cứ nói từ từ, cháu đang nghe đây. Xin cháu nắm lấy tay ta. Làm ơn. Cụ còn người thân nào không? Cháu sẽ gọi họ đến đây với cụ. Không, cảm ơn. Tay con thật mềm mại. Nếu con ta còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi con bây giờ. Ta sắp gặp nó rồi. Cả cuộc đời ta đã sống lang thang, bữa đói bữa no, và cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Con gái ơi, cảm ơn con. Ta không ngờ đến cuối đời ta lại được nhắm mắt trên một chiếc giường đệm ấm áp và có một cô con gái ở bên. Ta đã mãn nguyện. Cảm ơn con. Bà ơi, Bà ơi, bà đã ra đi thanh thản, phải chăng hạnh phúc? Thứ mà con người mãi mê đeo đuổi, có khi cũng chỉ là khoảnh khắc đơn giản thế này thôi. Một bức tranh lạ.
nơi rồi. Các em xuống xe xếp hàng ngay ngắn nào. Nào, để cô đỡ em xuống. Nào, các em theo cô. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa môn mỹ thuật. Đề tài hôm nay là hãy vẽ thứ mà em thấy đẹp nhất. Vâng ạ. Chứ. Xong rồi ạ. Các em hãy mang tác phẩm của mình lên đây. Bức tranh đẹp nhất ngày hôm nay sẽ được một phần thưởng đặc biệt. Nào, cho cả lớp xem tranh của các em nào. Các em vẽ đẹp lắm. Chiếc ô tô của Hùng trông rất ngầu. Vườn hoa của Lan thật rực rỡ. Chắc hẳn là ngào ngạt hương thơm. Còn Liên, em rất có năng khiếu thiết kế thời trang đó. Nam, tranh vẽ của em đâu? Quay ra cho các bạn cùng xem nào. Thưa cô. Nào, để cô giúp. Ồ, có mỗi một đôi mắt ư? Đôi mắt của ai thế nhỉ? Đôi mắt này lại còn đeo kính đen to đùng. Đâu có đẹp chứ. Ừ, cho bạn ấy lại vẽ một đôi mắt như thế. Ở đây có bao nhiêu thứ đẹp không vẽ, lại đi vẽ một đôi mắt. Nam, em có thể trả lời thắc mắc của các bạn được không em? Thưa cô, đây là đôi mắt của cô ạ. À. Đôi mắt của cô à? Vâng, với em, đôi mắt của cô là thứ đẹp nhất em được nhìn thấy ạ. À. Đôi mắt cô luôn nhìn em trìu mến, vỗ về mỗi khi em bị trêu chọc. Đôi mắt cô luôn tin tưởng, khích lệ em đứng lên mỗi khi em vấp ngã. Đôi mắt cô luôn đầy ấm áp, yêu thương mỗi khi em buồn bã, cô đơn. Trải qua thời gian, đôi mắt ấy không còn tin tưởng, khóe mắt đã có những nếp nhăn. Nhưng đối với em, thì đôi mắt đó luôn là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Thì ra đối với Nam, những việc làm hàng ngày của mình lại mang ý nghĩa lớn như thế. Nam, đây đúng là bức tranh tuyệt diệu nhất mà cô được thấy. Cô cảm ơn em. Cô ơi, chúng em muốn bầu bạn Nam đoạt giải nhất cuộc thi hôm nay ạ. À. Các em muốn như vậy à? Vâng, bởi bây giờ chúng em đã hiểu ý nghĩa bức tranh của bạn Nam. Và chúng em cũng thấy đôi mắt cô mới là điều đẹp nhất. Đẹp hơn tất cả các bức tranh được vẽ ngày hôm nay ạ. À. Vâng ạ, à, Nam giải nhất ạ. À. Hoan hô Nam. Cảm ơn các em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.